thưa quý vị, chúng tôi không gọi chị là nghệ sĩ mà gọi chị là nghệ nhân. Bởi vì mặc dù chị đã sở hữu một cái lời ru rất là ngọt ngào như vậy, nhưng chị không phải là một nghệ sĩ ngâm thơ hay là một nghệ sĩ ca hát đâu, mà chị là một nghệ nhân ẩm thực. Chị là chủ của nhà hàng Phú Xuân, rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Và chị còn là, hình như là thầy Quỳnh Thị Khê có nói với Quỳnh Hương, chị Hoàng Anh còn là một nữ cử nhân vật lý hạt nhân nữa. Mà quý vị thấy là một người phụ nữ như thế mà lại đem những cái lời ru như vậy và đã nuôi biết bao nhiêu người con lớn lên bằng lời ru như thế trong cuộc sống bình thường của mình. Còn bây giờ thì ru Nam, phải không ạ thầy, thưa thầy? Cái miền Trung Nam thì cũng như miền Bắc, cái miền Trung. Và cái tiếng hát ru đó là nó vô cùng quan trọng. Là bởi vì tiếng hát ru là cái bài giáo dục âm nhạc đầu tiên người mẹ truyền sang cho đứa con, cùng một lúc cái dòng sữa nóng của bà mẹ nuôi thân thể của đứa bé, thì có một cái điệu hát ru rót vào trong tiềm thức của mấy em. Thì trong miền Nam bắt đầu bằng cái chữ ầu ơ với dầu, cho nên trong Nam thường thường nói ru con là ầu ơ với dầu. Thì cái điệu hát ru đó cũng để đem cho đứa nhỏ vào trong cái giấc ngủ êm đềm. Dạ thưa, với ru Nam thì có giữ lại cái những cái quãng 4, quãng 5 như là thầy nói là có thể mang đến cho người ta những cái cảm giác êm đềm không thưa thầy? Phải, là bởi vì hai cái quãng đó, thằng thang, hò xê là làm cho người ta êm ái, dịu dàng. Thì do đó mà phần nhiều ở trong Nam là hát ru như thế, nhưng mà trên sân khấu phần nhiều cũng coi như hát ru. Mà sân khấu trên hát ru mà cứ hát đúng theo hò sang, hò xê thì khán giả ngủ hết, cho nên kịch sĩ sợ lắm, cho nên không có để hò sang mà lại biến thành hò sư, tức là một cái quãng ba thứ để mà làm cho người ta chờ đợi tới cái quãng tư. Cho nên khi quý vị nghe cái điệu ru miền Nam phần nhiều là theo hết cải lương, nhưng mà tôi không biết có lẽ Thùy Dương có biết hát ru như thật như thế nào mà ru như cải lương như thế nào, để nghe rồi tôi sẽ phê bình sau. Dạ vâng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức phần minh họa ru Nam Bộ của nghệ sĩ Thùy Dương. Cầu giáng ơi đóng đinh, cầu